Ảnh quá xá bự nè, anh đứng đây nè, trời ơi trời. Ảnh quá xá bự luôn rồi nè. Ừ. Thôi. Xỉa dính rồi. Quá xá bự luôn. Quá xá đã. Ô, nguyên thùng chưa? Mới nửa thùng hả? Hôm nay chắc đi cái này chắc khoảng mấy tiếng quá. Mới hết cái bãi biển này quá. Nữa nè. Ây da. Nó chạy. Nó chạy kìa, nó chạy kìa. Nó chạy kìa. Chạy đi đâu? Nước cạn queo mà trong queo vậy, chạy đi đâu? Chạy đi đâu hả bưởi? Được chưa? Dừng nha. Chạy hả bưởi? Nữa nè, nữa nè, nữa nè, nữa nè. Ui, quá đã luôn mọi người ơi. Nữa nè năng. Ui nhiều thiệt chứ. Chỗ này nó không có ốc hả? Nữa nè. Cái chẻ của Nghĩa nó hơi bị rộng á, nên mình khó chẻ nó. Coi chừng cái tay nha. Cái chẻ Nghĩa nó hơi hơi rộng á, mình chẻ cá được chứ. Chứ còn cua thì nó hay bị vô cái khẻ á, nó chạy á. Ừ. Ê cua đá, cua đá. Cua đá. Bự. Không có bự lắm. Nó ăn cái gì á? À, nó đi nó gấp cái vỏ ốc mày. Này nè. Đi nó gấp cái vỏ ốc ta. Ơi ơi. Con đó thì mình lấy cái càng phải thôi nha mọi người. Nó thấy mình hả? Cua thấy mình nó chạy chạy à, thấy ánh sáng á. Nhìn này thấy. Cua này. Nó thấy mình nó chạy chạy à. Nhưng mà cái nước giống vậy á, nó đâu có chạy được. Nó quá xá cạn rồi. Cạn cỡ này á, như là trong giống vậy á, thì cua nó không có cách gì mà nó chạy được á, chỉ khi nào nước đục á nó bơi một cái là coi như mình hết thấy. Ở ngoài đây nhiều quá Năng ơi, ngoài đây cua nhiều lắm, nó bơi kìa, nó bơi kìa, lẹ. Nó khôn quá, khôn quá. Nãy giờ coi như là đi ra đây là hai con à. Nhưng mà mọi người thấy mỗi lần mà nước đục giống vậy á là nó sẽ trốn đi, nó bơi đi rất là lẹ luôn á. Cua rất là khôn nha. Đây nè, hai con luôn á. Nó khôn ghê. Nó lấy đèn cái là nó bơi. Đâm hai con luôn vậy? Giữ lên con à. Một con đâu? Đó, hai con hết đó. Dưới hai con hết đó. Hai con luôn á. Con bên này là con bên trái á. Con nó dính rồi, con đó nó không có dính á. Đúng rồi. Ui, điệt mẹ. Con không chạy được đâu. Nước trong á, thì nó không có chạy được với mình. Nhưng mà nước vừa đục một cái á, là nó búng đi lẹ lắm mọi người. Mọi người thấy con cua không? Ở trong đây mấy cái bãi cỏ giống vậy á, là cua nó hay vô trong cái bãi cỏ lắm nha. Nên mình phải soi rất là kỹ á. Nó rất là khôn nha. Nó rất là khôn luôn á. Rất là khôn á. Tại vì cái cỏ mọi người thấy nè, rất là cao ha, nên nó trốn ở dưới á. Cỏ này là bảo đảm mọi người là cua nhiều lắm luôn á. Tại vì nước mà nó cao á là mình không có thấy được đâu, mình chỉ có câu được gà thôi. Nhưng mà tại vì đây nữa nè Năng ơi, đây nè hai con luôn. Cái cỏ này nhiều lắm luôn, đừng có đi động nước nha. Trong đây mà cái ổ của nó trong đây á. Mọi người thấy nha. Rồi lấy tay ra. Giữ lại. Cái cỏ này là nhiều lắm nè.
Đây là chín rồi. Một thùng cua. Nãy giờ nghe đi là khoảng cỡ một tiếng rồi đó. Được một thùng cua. Lại đó là 5 con cá đuối. Hôm nay thì cá đuối không có nhiều, nhưng mà để Nghĩa coi có đi thêm một cái bãi bên kia nữa không. Sau hơn một tiếng đồng hồ thôi, đây là thành quả của hai thợ săn đêm.